nè. Nay để mình quay cái anh thợ cưa cây nữa các bạn. Anh chỉ sẵn đốn cái cây dừa chà bá luôn nha các bạn. Cây dừa này rất là cao nha. Anh này quay còn yếu quá. Đó các bạn, anh thợ cưa cây anh sẽ sẵn leo lên cây dừa đó các bạn. Đó. Cây dừa này rất là cao luôn nha các bạn ơi. Đó, ảnh đi ảnh là có gặp móng đó, ảnh đi rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Cây dừa này rất là cao luôn nha. Đó các bạn thấy không? Ảnh đi rất là có kỹ thuật đi luôn các bạn ơi. Đó các bạn. Ảnh đi gần tới ngọn rồi các bạn ơi. Ảnh chắc lên cho ảnh chắc ảnh chiếc ba cái lá dừa đó xuống luôn các bạn. Giờ anh leo tới trên đó mà tới các bạn ơi. Cây dừa này rất là cao luôn nha các bạn. Anh tiếp tục leo các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái cặp chân của anh đi không? À, ở dưới cặp chân anh có cái cặp móng nha các bạn, dễ đi các bạn. Bởi vì cây dừa nó lùm quá nên ảnh nó phứt cái lá này, nó thấy ảnh này các bạn thông cảm nha. Đó. Lá lọt xuống các bạn. Ở dưới có cái cặp móng đó anh đi rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Cây dừa này rất là cao luôn các bạn ơi. Đó, bắt đầu anh leo tiếp tục lên trên các bạn. Tới đó có đoạn anh mệt rồi các bạn ơi. Leo cây này rất là mệt luôn nha các bạn. Bởi vì nó cao quá, thấy nó cũng nguy hiểm quá các bạn ơi. Ảnh cắt ngang cái đọt dừa đó luôn đó các bạn. Ảnh treo dây xuống. Đó các bạn, giờ ảnh đang tụt xích xuống các bạn ơi. Đó, giờ chắc ảnh tụt xuống ảnh cắt ngang đó các bạn. Oh!
thì sàn ngã đây các bạn ơi, có ngã đó các bạn ơi. Wow. Ghê quá, nhìn ớn thiệt các bạn, quá tuyệt luôn các bạn ơi. Quá nguy hiểm các bạn. Bắt đầu anh tuột xuống, anh cắt. Giờ anh ở trên đó anh chờ giục dây lên với sạn cọt vô đầu cây dừa đó nữa các bạn. Không tới rồi các bạn ơi. Khúc nữa bạn ạ. Bắt đầu anh tuột xuống các bạn, tuột xuống cắt dưới nữa các bạn ơi. Đó, anh giờ giục dây lên nên là nó dây các bạn ơi. Đó, bắt đầu anh cưa. Rồi dây cái giờ anh tới đó rồi các bạn. Tới đó bắt đầu là anh cột anh ấy nghe các bạn. Học đó các bạn ơi. Dính đây các bạn. Đó, giờ anh tuột xuống nữa các bạn. Đó, anh có cặp móng nữa, anh tuột xuống, anh đi từ từ xuống dễ dàng luôn nha các bạn.